Vào những năm 2000, khi người dân Việt Nam đang trong giai đoạn thịnh vượng của những bộ phim truyền hình về nông thôn miền Bắc, chúng ta có một bộ phim truyền hình về thành thị của miền Nam bỗng dưng muốn khóc. Gặp Nam, một thanh niên nhà giàu, trắng trẻo, đẹp trai, học dốt, chơi với một đám bạn cũng nhà giàu, trắng trẻo, đẹp trai, học dốt. Anh sống cùng ba mẹ tại một căn nhà ọp ẹp tại Phú Mỹ Hưng, điều giúp Nam có một cô người yêu dịu dàng, nết na, xinh đẹp. Nhưng mà những gì Nam có không chỉ là một cuộc sống thoải mái dư giả, mà còn là những nề nếp của một gia đình gia giáo, như đi du lịch trong lúc bố mẹ nằm viện, uống rượu say bị giang hồ đuổi đánh, hẹn hò với Thủy Tiên. Anh, 8:30 tối nay mình hẹn nhau ở đó nha. Nam đã sống một lối sống hoang phí và vô độ, nhưng đã đến lúc để cuộc đời Nam thay đổi. Gặp Trúc, một cô gái bình thường với mọi phẩm chất của một cô gái bình thường, như bán sách ở lề đường nhưng không biết chữ. Em hả? Chữ còn không đọc được. Trời, em không biết chữ. Luôn mặc áo dài dù chưa một lần được đi học, nhìn quá xinh so với một người không biết make up. Được cái đẹp chứ khùng thấy mẹ luôn à. Và có hệ thống đạo đức cao hơn bất kỳ nick clone trên Facebook nào. Cô khác Nam về mọi thứ, Nam có bố mẹ, Trúc thì không. Giá như em không lặng mất ba mẹ. Nam có nhiều tiền, Trúc thì không. Nhưng có một thứ mà chỉ Trúc có mà Nam thì không. Đạo đức. Cô không bao giờ nói dối, không bao giờ tham tiền. 3 triệu hay là mười mấy ngàn hay là 1 ngàn cũng phải trả lại cho người ta. Nhưng mà sẽ nói dối khi tham tiền. Chắc 200 triệu á bác. Hai người được đưa đến với nhau bởi số phận và sẽ gắn kết với nhau bởi giao kèo 100 triệu giữa Trúc và bố mẹ Nam. 250 triệu là tiền công của cháu. Nếu cháu thầy bác kèm cặp giáo dục thằng Nam. Để thay đổi con người Nam từ một thiếu gia học dốt thành một thiếu gia học dốt nhưng vô gia cư. Từ một người đánh rơi 100.000 không thèm nhặt. Cưng nổi tiếng là rớt tận 100.000 không thèm lụm. Nhưng mà lại nhặt mấy đồng tiền xu khi bán sách. Từ một người chỉ cần uống rượu say là say, thành một người chỉ cần uống rượu say là chỉ bậy. Cô thấy mẹ vậy đó. Từ một người học hành kém cỏi. Kỳ này mà em rớt á, làm chết chắc luôn đó. Thành một người vẫn học hành kém cỏi nhưng mà đi bán sách. Chắc là khi nào bán sách đủ tiền lại đi đánh bài tiếp. Mỗi tội sáu bị cướp hết và nuôi dạy Nam trở thành một người biết nấu cơm. Không thể tưởng tượng được lần đầu anh nấu ăn mà còn ngon tôi nấu nữa. Lau nhà, làm ma, làm gà. Được đó. Đi xe đạp, rửa chén. Chén dĩa của tôi, trời. Không phải rửa bát. Giúp đỡ hai người trong hành trình này là Hiểu, bạn thân của Trúc, chàng trai sống nhờ vào gió. Để từ bán thăm chóng ấy. Lùn, to, đen, xui. Anh đồng hành cùng Trúc trong hành trình từ khi Trúc lạc ba mẹ cho đến giờ. Rồi em suy nghĩ, em thấy anh là người thân nhất, là người hiểu em nhất. Nhưng vẫn chỉ dừng lại ở một người bạn. Vì sao thì... Chắc là lùn, to, đen, xui giải thích hết rồi ấy. Anh là một chàng trai hiền lành tốt bụng và luôn muốn gặp mẹ của Nam vì... Tao chém chết cha mày! Hiểu đã ở bên Trúc trong 2/3 cuộc đời nhưng mà lại không xuất hiện bất cứ khi nào cô cần. Không được, bán sách của tôi! Không được! Trúc bị đốt sách, đến muộn. Trúc bị bọn bạn Nam đánh hội đồng, đến muộn. Nhà Trúc bị giải cờ mơn ở tòa, không đến luôn. Tại vì chàng đã hết vai rồi. Từ nay về sau cho đến lúc chết, không bao giờ gặp lại em nữa. Vĩnh biệt! Trong một bộ phim tràn ngập những vấn đề nhức nhối trong cuộc sống, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã chứng minh rằng ông không chỉ là một người có hàm răng trắng mà còn rất biết cách để đưa ra mọi giải pháp khi nhân vật chính gặp bế tắc. Cùng gặp Nghĩa, một diễn viên và vai diễn đang học làm diễn viên ở trong phim, là diễn viên con ruột mà ba mẹ bảo Nam chọn mặt gửi vàng. Chàng trai không chỉ có làn da đen mà số phận cũng đen. Có một tuyến truyện mà chả ai quan tâm, ông Hoàng đạo lý, chúa tể khuyên nhủ, bậc thầy thấu cảm. Nhưng mà cuối cùng là phải đấm bảo Nam ở trên sông. Đừng luôn chịu rồi quen thốc cũng đồ hả? Vì nói mãi nó không nghe. Trên con đường của những đứa hư hỏng thì không thể thiếu những đứa bạn hư. Trân trọng giới thiệu hội bạn thân của Bảo Nam, những người tôn chàng trai giàu có lên làm sếp. Ê sếp, lên xe lẹ đi. Vì anh chủ trì mọi cuộc chơi từ A đến Á, cầm đầu bởi cô bồ nóng bỏng của chính Nam, Diệp, gợi yêu dấu của Nam, mang đầy đủ những yếu tố của một cô người yêu trên Tinder, tốt nghiệp thủ khoa đại học mỏ địa chất. Ý, khoan, tài khoản của em trống trơn rồi. 5 triệu nha. Là một nội dung cực kỳ trắng và tròn. Lý do chính để anh em xem phim này: không sợ nhện, không sợ rắn, không sợ mà, chỉ sợ xấu, vì xấu thì sẽ mất nồi cơm. Một cô gái đổi người yêu chỉ sau một cú tát. Đánh nó, đánh thì em sẽ yêu anh. Em gái của Diệp, một nhân vật xuất hiện chỉ để làm Diệp phẩy. Cô gái mang đầy đủ phẩm chất của cô chị ngoại trừ nhan sắc, luôn mang tiếng là không thông minh lắm khi mà toàn hỏi những câu của chương trình nhanh như chớp. Vậy chị tự mua hết nguyên đống đồ này luôn. Hai cậu bạn chí cốt, trong đó có một thằng thèm bồ Nam giỏi cả dãi và sau này cũng chiếm bồ Nam thành công. Hai thanh niên vô công rồi nghề đến mức việc làm duy nhất của họ trong cả bộ phim này là làm xe ôm cho hai chị em kia và đánh Nam.
Từ xưa đến nay, người đàn ông luôn là trụ cột của gia đình, chỗ dựa của gia quyến, ba của Nam. Một người đàn ông vạm vỡ, yêu gia đình, hay chửi con, sở hữu căn nhà ở Phú Mỹ Hưng trị giá hàng chục tỷ đồng, là nguồn kinh tế duy nhất trong căn nhà chật hẹp đắt tiền. Với công việc hàng ngày là quay phim Nam bán sách, tâm sự với vợ, tâm sự với Trúc, tâm sự với thầy giáo. Ôi, không đi làm à? Làm bằng laptop à? Làm sếp có vẻ nhàn. Con hơn cha là nhà có phúc, nhưng mà có vẻ nhà Nam không có phúc lắm, nên là Nam cũng hay tâm sự với mẹ, tâm sự với Trúc, tâm sự với thầy giáo. Ơ, thầy không học à? Đánh bài. Đối lập với những người thân của Nam là những người lao động cần cù thân thiết với Trúc, vì Trúc lạc ba má. Gia nhiệm không lạc mất ba mẹ. Bỗng muốn không. 30 bà nước, người đàn bà trung thủy với cô đơn, tốt tính, hiền hậu, hay kể chuyện tiểu lâm cho khách mua nước giải trí. Bà béo mua nước này, chuyên gia kể chuyện cười rồi tự cười một mình. Mày sẽ trở thành người phụ nữ cơ bắp. Bà gầy mua nước này, nạn nhân của bạo lực gia đình. Trời ơi, gọi dậy cho quánh con hả? Chủ nhân của cái bầu nhiều tháng nhưng việc gì cũng đến tay. Và chúng ta sẽ được xem gì? Hành trình thay đổi của thiếu gia nhà giàu không biết làm gì ngoài chạy xe máy, thi đại học 3 lần nhưng không lần nào trên trung bình. Ba má không chịu nổi nên mở ra màn kịch con thật con nuôi. Tại vì con không phải là con của ba mẹ. Thuê Trúc 200 triệu với nhiệm vụ giúp Nam trở thành anh hiểu nhưng mà đẹp trai hơn. Và cuối cùng chỉ còn lại cái nịt khi mà Trúc đã yêu Nam vì Vũ Ngọc Đãng bảo thế. Nếu Trúc không yêu tôi sẽ đau khổ lắm. Tại sao? Vì anh yêu em. Cả nhà bên nhau hạnh phúc về sau, hứa hẹn 1/2 bùng nổ nhưng mà lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi vẫn chưa thấy. Với sự tham gia của Nam. Nam, Nam à. Trúc. Trúc, 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 Trúc. Tôi đâu có ngu. Tôi đâu có ngu. Tôi đâu có ngu. Tao đâu có ngu. Tóc bù xù. Nhanh lên, đánh răng rửa mặt. Chắc là tối qua anh Hiệu anh đạp tôi rớt xuống đất á. Ma. 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 Khóc. Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ. Áo của trùng cuối. Bỗng dưng muốn riêng tư.